cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 96 hôm nay. Mở đầu là phần thông báo quan trọng sau đây. Hiện nay tại Orange County, California xuất hiện thêm nhiều hội về cha Diệp. Để tránh ngộ nhận, hội Trương Bửu Diệp Foundation xin trân trọng thông báo. Thứ nhất, Trương Bửu Diệp Foundation thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011 là hội vô vị lợi, non-profit đã được cấp giấy phép 501C3 của Sở Thuế IRS Hoa Kỳ. Tên của hội là Trương Bửu Diệp Foundation đã được đăng ký bản quyền trên toàn Hoa Kỳ, số đăng ký 426-1297 do United States Patent and Trademark Office USPTO cấp ngày 18 tháng 12 năm 2012. Thứ hai, mục tiêu của Trương Bửu Diệp Foundation là vinh danh cha Diệp với sứ mệnh phục vụ nhu cầu thiết thực của cộng đồng ngay tại Hoa Kỳ. Hội không gây quỹ tuyên thánh hay quyên góp xây nhà thờ ở Việt Nam. Thứ ba, Trương Bửu Diệp Foundation hoạt động độc lập theo luật pháp Hoa Kỳ, không trực thuộc giáo xứ, giáo phận hay tổ chức tôn giáo nào. Trương Bửu Diệp Foundation không hợp tác hoặc liên kết dưới bất cứ hình thức nào với các hội mang tên cha Diệp khác. Thứ tư, địa chỉ duy nhất của Trương Bửu Diệp Foundation 14231 Euclid Street, phòng E103105, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại liên lạc 714-537-8159 và 714-362-6608. Email info@truongbuoudiep.org. Website www.truongbuoudiep.org. Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi nhân chứng chia sẻ ơn lành sau đây. Chị Cẩm Châu hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Cô Đỗ Thị Xuân Lan đang cư ngụ tại Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi chia sẻ ơn lành của chị Cẩm Châu, hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Chị Châu là người ngoài công giáo. Trong công việc, bất ngờ chị gặp chuyện khúc mắc mà không biết phải làm sao và giải quyết như thế nào. Đang trong lúc bế tắc, chị đi ngang qua đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, chị thấy có văn phòng cha Trương Bửu Diệp. Chị đã vào cầu xin với cha và lời cầu xin của chị có được ứng nghiệm không? Ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi chia sẻ của chị. Tình yêu tha thiết con ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tôi tên là Cẩm Châu, tôi hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, của nước Hoa Kỳ. Hôm nay tôi lên đây để tôi muốn chia sẻ và cảm tạ ơn của cha Trương Bửu Diệp đã giúp cho tôi khi mà tôi có một cái vấn đề rất là khúc mắc và tôi không biết làm sao hết, tôi rất là đau khổ và tôi không biết tôi phải làm gì, để không biết là cầu xin ai mà có thể cứu giúp cho tôi. Và trước đó thì khi mà tôi ngồi trong văn phòng của tôi đó, thì có một người tự nhiên đem đến một tấm hình của cha Trương Bửu Diệp, bảo là chị cầm cái này đi, chị để vào trong cái chỗ làm việc của chị. Và nói chính thực, tôi là người ngoại đạo, tôi là đạo Phật không phải là đạo Chúa, nhưng mà bất cứ gì vậy, bất cứ đạo nào cũng đều là những điều tốt lành thôi, đúng không? Thì khi mà tôi gặp trở ngại cách đây 2 tuần thì tôi khóc nức nở trên đường đi, thì tôi đi ngang đây tôi trông thấy văn phòng của cha Trương Bửu Diệp thì tôi mới quẹo xe vào. Tôi vào và tôi đến trước tượng của cha và tôi quỳ xuống, tôi nắm lấy bàn tay của cha và tôi khóc, tôi nói là cha, con là người ngoại đạo, con không có biết làm gì bây giờ, con xin cha là cha đã cứu giúp rất là nhiều người, thì bây giờ con chỉ xin cha hướng dẫn cho con để con có một cái sự sáng suốt, một vẽ cho con một con đường để con đi, để con tìm thấy những gì mà con đã bị người ta hại và làm khổ cho con. Bây giờ con không biết con phải làm gì hết, bây giờ con rất là cùng cực và con
nói khổ thì cũng không khổ, bởi vì nhìn lại với những người khác, có những người còn khổ gấp trăm ngàn lần mình nữa, đúng cha? Thì con chỉ xin cha là cho vẽ cho con một con đường để con tìm thấy cái con đường sáng để mà con suy nghĩ và con tìm được phương pháp để mà cứu giúp cho con. Sau khi mà con ngồi con cầu nguyện cha rồi, con nắm lấy bàn tay cha và con nắm lấy cái thánh giá và con cầu nguyện, con nói xin cha hãy ban phước lành cho con như là ba đã cha đã cha ban phước lành cho tất cả những người đã cầu xin cha. Và con xin cha một cái bình nước, thì con thấy cái bình nước trên bàn nói cái này đã được blessing của cha, thì con nói là để con về con uống để cho nó trôi đi hết những cái đau khổ cho con. Và con xách về thì con uống, thì tối đó con ngồi trên bàn làm việc đó, bắt đầu con research, tức là con tìm kiếm cái company mà có thể thay thế cái company cũ mà nó đang bán hàng cho con. Thì con tìm bao lâu nay mà không có, tự nhiên mà sau khi mà con cầu nguyện cha đó, thì tối đó con về đó thì con con sổ trong computer nó ra ngay tức khắc. Trời ơi, con không thể tưởng tượng được là nó có thể nhiệm màu và nó có thể nhanh như vậy. Và con nói là cái gì cũng vậy, mình phải có một cái lòng tin. Tất cả những ơn trên, bực ở trên mình không trông thấy được, nhưng mà khi mà mình đau đó thì mình cầu nguyện, mình đem với tất cả tâm tư và những lời cầu nguyện của mình xin, mình cầu thì mình sẽ được. Và điều rất là vui mừng là con đã nhận được cái lời ban phước, những gì mà cha ban phước lành cho con. Và khi mà con nhận được con tìm được cái tên cái company là con có thể tìm được cái sản phẩm thì con tiếp tục con làm những gì con đang làm, thì con email ngay tức khắc và đến thứ hai thì họ trả lời cho con. Và họ trả lời cho con thì họ chấp nhận con. Con vui mừng không tưởng tượng được. Con nói là một cánh cửa nó đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và với những cái gì mà mình làm, con nói là con lúc nào con từ cái lúc mà con cầu nguyện cha rồi thì lúc nào con cũng đi đường là con cũng cầu nguyện, con nói cha ơi cha cứu con, cha ơi cha cứu con. Con rất là khổ, con không biết gì hết, và đến bây giờ thì là sự nhiệm màu đã đến với con. Và company họ rất là tử tế và họ nghe tất cả những chuyện gì đã xảy đến cho con, và họ nói họ sẽ giúp cho con cho đến cuối cùng. Và con ngày hôm qua nữa là một chuyện thứ hai xảy ra nữa. Thì khi mà con order đó, là con order cái company cũ để mà coi cái thử coi là tại sao mà người ta cắt con, thì là nó bán cho người khác mà không bán cho con, tức là nó somehow nó tẩy chay con. Và đến khi mà con order được rồi thì tự nhiên buổi chiều cái company cũ nó lại phone lại cho con, nó bảo là hết hàng. Con lại đau khổ quá, con lại sợ, con lại chạy đến cha nữa. Ngày hôm qua con lại chạy đến đây, con nói là con phải cầu xin cha một lần thứ hai. Cha đã cứu con một lần. Con nói cha ơi, nếu mà không phải thực sự là như vậy đó, thì bây giờ cha làm cho họ chuyển hóa, để mà họ đừng có thay đổi cái ý định mà họ không bán những cái gì mà con đang cần ở company cũ của họ. Và thưa cha, ngày hôm nay thì người em của con gọi họ order và họ đã có cái hàng cho con. Con rất lấy làm, con phải nói con rất là bàng hoàng. Thì con nguyện với lòng con là con sẽ làm tất cả những gì như là con cầu nguyện và con hứa. Thì hôm nay con trở lại và con lên rồi con chia sẻ tất cả những gì mà con đã có được, con đã nhận được từ nơi cha. Con rất là cảm ơn. Và con sẽ nói với tất cả mọi người là những gì mà những lời cầu nguyện của con đã đạt được, để cho mọi người biết là mình cái gì mình tin vào một cái ơn trên, một cái đấng thiêng liêng nào đó, và mình tin vào tất cả lòng thành tâm và khẩn cầu của mình sẽ đạt được. Và hôm nay con trở lại để con muốn lên chia sẻ với tất cả mọi người, từ người có đạo cho đến người không có đạo, hay là bất cứ người nào mà đau khổ cùng cực, hay là mà không biết một cái phương cách hay là một con đường nào mà có thể dẫn dắt mình đó, thì mình cứ đến mình cầu xin bất cứ một tôn giáo nào, cầu xin cha, cầu xin thượng đế để mà cứu thoát mình khỏi cái cơn hoạn nạn, hoặc là những cái lúc mà mình bối rối cùng cực, mà mình đau khổ quá, mà mình không biết mình phải làm gì đó. Thì tôi xin quý vị hãy tin vào những gì mà mình cầu nguyện, mình có xin thì mình sẽ được, cửa lúc nào cũng mở. Con rất là cảm ơn cha những gì cha đã giúp con trong nguyên một tuần qua thôi. Con bây giờ con thấy như là trước mắt con là cả một cái con đường rất là sáng, và một ngọn đuốc cha đã soi cho con thấy đường. Mà con xin đến đây để con thành thật cảm ơn tất cả những gì cha đã giúp con, và tất cả những lời cầu nguyện của tất cả mọi người trên thế giới, những người mà tin vào cha đó, cha đã ban phước lành cho họ. Thì con cầu xin cha cứ tiếp tục, nếu mà cha còn ở trên không, cha hãy tiếp tục và cha ban phước lành cho tất cả những người cần đến sự giúp đỡ, cũng như là người đau khổ quá thì cha ban phước lành cho họ để họ bớt đau khổ, để họ có thể tiếp tục sống, tiếp tục đứng dậy và làm những gì mà họ đang làm, và họ có thể nuôi sống cho chính bản thân của họ, trong gia đình của họ, cũng như là tất cả những người thân yêu. Con xin cảm ơn cha một lần nữa, và con xin cảm ơn tất cả những người đã giúp việc trong này, đã
thờ phụng cha như thế nào, rất là thành kính và rất là thật tâm. Và xin kính chúc tất cả mọi người được hưởng ân huệ, hồng ân của Thiên Chúa cũng như là của cha đã ban cho họ. Dạ, con xin cảm ơn. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn cha hiền. Cô Đỗ Thị Xuân Lan hiện đang cư ngụ tại Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Gia đình của cô là người ngoài công giáo. Cô có người con trai là anh Nguyễn Ngọc Chí bị bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ không tìm ra bệnh. Chị Tuyền Nguyễn là chị ruột của anh Chí hiện đang ở California đã biết đến gian cha Trương Bửu Diệp luôn giúp đỡ cho nhiều người chạy đến cầu xin cùng cha, nên đã gọi điện về cho em trai mình và nói em hãy cầu nguyện với cha Diệp. Và câu chuyện diễn tiến tiếp theo như thế nào? Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi lời kể của cô Đỗ Thị Xuân Lan ngay sau đây. Từ lúc mà cháu nó đi nằm dưới bệnh viện á, thì thấy cháu nó bệnh nhiều quá đi, thì nói chung cha mẹ thì cũng đau lòng ghê lắm. Thì cái con gái nó ở bên Tuyền, nó là nó ở bên Cali á, nó mới điện về nó kêu thương cha mẹ, giờ em nó bệnh như vậy á, thì ba mẹ cũng bớt buồn đi, bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện cho em thôi. Thì con ở bên này con cũng cầu nguyện cho em, thì mẹ cũng cầu nguyện, nhưng mà mẹ nhắc em á là cũng thường xuyên cầu nguyện cha để cha phù hộ ở bên này á, là người ta cầu nguyện là mình thành tâm là được hết á, nói như vậy. Thì xong đó, bữa hôm đó là chiều lại ở chơi với cháu ở trong bệnh viện, thì cháu cũng đau ghê á, mỗi lần ngồi dậy nằm xuống là phải đỡ mà đau đớn mệt lắm. Xong đó rồi con mới dặn cháu là trước khi đi ngủ thì con cầu thì cha để cha phù hộ về đó, thì chị kể là ở trên đó cha phù hộ cho bao nhiêu là người luôn á, nhưng mà những người toàn là người ngoại đạo còn nhiều hơn là trong đạo đó. Thì bây giờ cứ cầu xin như là cha phù hộ mình, thành tâm là cha phù hộ cho mình hết á. Nói vậy thì cháu cũng nghe lời, thì cháu nằm bệnh viện là sáng đầu cũng phải vô sớm 6 giờ là vô tới rồi, thì vợ mới đi mua đồ ăn sáng, thì xong mới ngồi ở dưới đá nó nói chuyện, thì cháu nói chuyện bình thường á. Nó nói là tới 4 giờ á thì con vừa mở mắt ra là con thấy thằng cha Diệp á. Nó nói vậy, con thấy thằng cha Diệp xong á, con vừa có thấy hình cha xong rồi thì con nghe chuông nhà thờ đổ là hơn 4 giờ, thì cái là con không thấy được nữa hết. Là con nằm đến sáng luôn, mà con thấy người con nó khỏe, rồi sáng dậy là con xuống con đi dạo ngoài hành lang đó. Thì bác sĩ nói thôi giờ cháu nó bệnh như vậy á, thì bây giờ về nhà lấy cái bệnh lấy thuốc về nhà uống thôi. Bác sĩ cho xuất viện mà đi xuống con chạy gì xuống mộ chạy gì đó phải đi tắt sậy thì xuống như đó là một đầu thì cháu cũng đi vòng vòng để cầu xin cha đó. Cháu cũng leo lên trên đó, lên trên đó để làm lễ. Leo lên đó thì cái bực nó co quá, cái mấy chục bực. Cháu leo lên đó thì cháu thấy hơi mệt. Thế xong rồi ba mẹ mới đưa cháu xuống xe, nói thôi con ngồi đây để cho nó khỏe, tại con leo lên mệt quá đó. Ngồi một hồi nó mới vô chỗ mộ cha Diệp, nó mới cầu xin cha rồi cha phù hộ cho, rồi đó rồi cũng lấy nước để lên mộ cha, rồi với lại dầu á để lên đó, rồi cầu xin cha rồi cha cho đem về uống cái nước đó, với lại cái dầu thì đau chỗ nào thì thoa chỗ đó. Thì lúc mà về nhà thì trên đường đi về thì cháu vẫn khỏe. Và chung thì ba mẹ cũng cầu nguyện cho cháu, cũng dặn cháu là con nhớ cầu nguyện cho cha, rồi trước khi đi ngủ cầu nguyện cha để cha phù hộ cho con á. Nói vậy thì nó cũng cầu nguyện biết. Nhưng mà nói chung thì mẹ cũng thường xuyên cầu nguyện cho cháu, để cho cháu để cầu nguyện cha là cho cháu là cháu đỡ sốt đi để cho cháu mà vượt qua khỏi cái bệnh vậy. Thì
Cái cầu nguyện hôm nay là ngày mai là có thiệt luôn á, là cầu nguyện hôm nay là ngày mai á là cháu là từ từ là mất luôn, không còn sốt nữa. Cháu không còn sốt nữa thì lúc nào thì ăn uống thì cháu cũng ăn uống sữa rồi, chứ mà ăn thì cũng lười ăn á, thì cũng còn thì cũng xin cha cho cháu ăn được uống được để mà cháu vượt qua khỏi bệnh. Cháu mau bớt bệnh á, cháu khỏe mạnh thì cầu xin cha như vậy thì là cháu ăn được ngủ được luôn, mà hết sốt luôn. Nên từ lúc đó là cháu nó tin tất cả đều tin cha hết á, lúc nào cũng cha hết á. Qua tới tháng 10 á thì cháu bắt đầu thấy trong người thấy cháu cũng yếu, mà chỉ có mấy ngày thôi à, cháu thấy hơi mệt mệt á. Thế xong á nó chưa mới điện cho ba cháu thì đang ở dưới thành phố á, để thôi không quay về bữa đó, không quay về thì cái xong mới chưa thôi bây giờ mà cứ tối ngày là cháu cứ chắp tay lên như vậy, cứ làm như vậy, cứ cầu nguyện, cứ suốt ngày cứ nói là cha đừng bỏ ra đứa con mày đạo này, thì cha phù hộ cho nó có sức khỏe để nó lo cho cha cho mẹ suốt đời thôi, thì nó để mẹ đưa tay cho con đi thôi. Cái xong á mẹ mới nói chứ là chi vậy, nó kêu mẹ đưa tay cho con nắm đi. Có vậy cái mẹ mới nắm tay, nó cứ nắm tay bó tay miết như vậy. Cái ngồi cái nó kêu mẹ xích ra đi, nói chứ sao vậy, tự nhiên là mẹ đứng dậy bị xích ra. Thì nó nói chứ là mẹ xích ra đi, cha chị về đó, cha chị đang về, cha chị đang đi vòng vòng đó. Xong thì mẹ cũng nói là thì đúng rồi, cha chị phụ hộ cho con chứ có sao đâu. Cái sao mẹ cũng hỏi nó là chứ con đọc chi mà con đọc số xe nào hoài vậy. Nó kêu con đọc số xe để con điện cho cha Diệp mà. Con điện cho cha Diệp mà cho cha Diệp đón con. Nó nói vậy đó. Nó biểu vợ nó thì bấm số điện thoại của cha Diệp đi. Mà làm gì có cha Diệp có số điện thoại mà bấm. Nó nói vậy thì cháu mới nói chứ lát con đi cha Diệp đó nha. Nó nói vậy thì nghĩ là nãy nó đi là nó lặp lại cho con nói chứ đâu có hay đâu. Làm ăn cơm xong thì đi qua bên phòng thì nó có bước vô cửa phòng thì ba cháu ngồi sau, cháu ngồi trước, đang ngồi trước, không phải là nằm mà mệt mỏi mê man gì hết á. Cho nên là bắt đầu là cháu nhắm mắt lại, cháu ngoài cái đầu vậy, cái thấy cháu vậy cái mẹ cũng chạy tới ôm nó, cứ chồng con như này mà sao ngồi anh ngồi với con không thấy. Cái lúc đó ổng muốn quản hồn thì cha con đang ngồi cái chuyện mà tự nhiên nói như vậy ổng không hay. Cái sau nó ôm ra ngoài xe thì cháu cứ nằm ngã đầu trên dây á, thì ôm cháu thì ba cháu ôm được chung á, nó chạy ra có một khúc chừng cỡ khoảng hơn cây số à, là kiểu nói là để sờ có cái mặt cháu qua như thế nào mà sao thấy cháu nằm yên vậy, sờ chẳng có thấy tim đập gì nữa hết á, chạy chở cháu đến bệnh viện thì ta cũng làm đủ mọi cách nhưng mà ta nghĩ cũng không cứu được. Rồi mình cháu về cái mẹ là không biết là thấy như vậy thì từ trước đến giờ cái gì cũng đặt niềm tin vào cha, thì cha phụ hộ cho cháu, cha giúp cháu mà qua khỏi lúc mà đau ốm thì kia vậy đó. Cho nên là cháu là lúc nào cháu cũng cầu xin cha hết á, cái mở miệng ra là cũng nói với cha hết. Và cái đêm hôm đó là bữa hôm qua sau là cháu mất là tối lại là cháu cũng nói nữa. Từ lúc mà cháu nằm bệnh viện biết cho đến lúc cháu mất là lúc nào cháu cũng nhắc tới cha hết á. Nhưng cho nên bây giờ thì ở nhà coi như cũng mang ơn cha cũng nhiều nữa. Bây giờ thì cha ông phù hộ cho cháu mà cháu trong thời gian mà cháu bệnh và bây giờ cháu không có đau đớn. Tới lúc cháu ra đi là cháu cũng khỏe mạnh như vậy đó. Thì cũng cầu xin cha là cũng phù hộ cũng gì nhắc cho cháu, cho cháu được đi theo cha. Bây giờ không biết là cháu mất nhưng mà
bây giờ nói chung mình sống thì mình cũng đâu có biết là những người mà ra đi rồi về đâu nữa, cho nên chỉ còn những cần như vậy thôi. Bây giờ người trả ơn cha thì cho bây giờ để làm cái lễ hôm nay để mà cho mọi người đều biết là những người nào mà thật tâm cầu nguyện thì cũng được cha giúp đỡ. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Biểu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Biểu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 7 tháng 5 tại văn phòng, sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Chương Bửu Diệp. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Chương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129. Xin lặp lại 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên các kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ Năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ, kênh 57.6 VBS lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Giúp duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp. Mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin quý vị đọc số 123 là ngày dỗ cha Diệp tại quầy thu ngân. Bản tin ơn lành nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha. Chương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng. Tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation, quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở hoặc đăng quảng cáo trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email về info@chuongbuodiep.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình ơn cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy cha Chương Bửu Diệp, lạy cha.